trước là Diệm Nhãn Chủ, đây là Kim Căn Nhãn. Ý nghĩa hai danh hiệu này giống nhau, nhưng trong Phật pháp giống nhau không thể nói hai cái. Nếu khi hai danh hiệu không ở chung nơi, ý nghĩa hai danh hiệu có thể nói hoàn toàn giống nhau. Nếu hai danh hiệu ở chung một chỗ, vậy chắc chắn cần phải có điều kiện cần thiết. Diệm Nhãn Chủ là ngũ nhãn của Bồ Tát. Kim Căn Tạng là ngũ nhãn trong quả địa thượng của Như Lai. Có khác biệt. Pháp Thân Đại Sĩ cũng có trí tuệ đức hạnh tài năng trong quả địa thượng Như Lai, nhưng không trọng đề. Cho nên trong kinh Phật nói, Pháp Thân Đại Sĩ cũng có ngũ nhãn, cũng có 10 lực, cũng có 4 biệt tài vô ngại, 4 vô quý, 18 pháp bất thần. Pháp Thân Đại Sĩ đều có. Pháp Thân Đại Sĩ trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Sơ Trụ đến Đẳng Giác đều có tài năng đức hạnh quả địa thượng Như Lai, nhưng không đạt được rốt ráo viên mãn. Đặc biệt là trong kinh Hoa Nghiêm nói, một vị có thể hàm chứa tất cả các vị. Ý nghĩa này rất sâu sắc. Cho nên kinh này gọi là kinh đại bất tư nghị. Đây thật không thể nghĩ bàn. Tại sao Bồ Tát Sơ Trụ địa vị này rất thấp? Thật giống chúng ta học lớp 1. Học sinh lớp 1 có thể đầy đủ trí tuệ năng lực của một học sinh lớp 51 ư? Chúng ta nói không thể có được. Học sinh tiểu học học lớp 1 có thể đầy đủ trí tuệ năng lực của học sinh đại học ư? Chuyện không thể có. Ngài lại có khả năng. Hiển nhiên có thể. Đây thật không thể nghĩ bàn. Đạo lý gì đây? Nếu chúng ta không hiểu rõ đạo lý này, luôn có nghi ngờ. Hiểu rõ đạo lý mới có thể giúp nghi ngờ